chào các bạn, bây giờ đến với chương trình chặt chém của các người cá đệ tử của Tiên Cá Tiêu, đó là chúng ta sẽ chống lại những thói hư tật xấu ở trên mạng. Letting go, times we might feel compelled. Looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control. When we feel like the world is against us, we're trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to what makes us hurt. We cannot sink into the dark. The vertigo is getting sharper.